Đi rồi, cuối cùng cũng phát hiện ra một bờ hồ thật rộng lớn, nhiều nước ngọt quá đi. Mình sẽ lấy một lượng nước khổng lồ để dự trữ, phục vụ cho sinh hoạt sau này. Đã quá, nước ở đây thật là mát quá đi. Đây, cô em rộng cái, cô em lấy nước ngọt à. Cho anh tới lấy chung với. Ủa, kẻ nào vậy? Hả? Kia là rồng mãng xà mà. Hắn đi đâu tới đây thế này? Ngươi định làm gì? Mau chạy xa ta ra. Đừng sợ, ta không có làm hại cô em đâu. Ta chỉ muốn vui vẻ với cô em một chút mà thôi. Ta cô đơn lâu lắm rồi. Chết tiệt. Ngươi đừng lại đây. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là vợ của Thiên Long. Nếu chồng ta biết được ngươi làm hại ta, ông ấy chắc chắn sẽ xé xác ngươi. Cái gì? Cô em là vợ của rồng Thiên Long à? Chết tiệt. Ta nói thật may mắn. Nhưng không sao, như vậy ta càng kích thích, ta càng muốn có cô em. Lại đây, cùng ta xin em bé đi. Không bao giờ. Còn chết, ta cũng không muốn gần gũi thứ xấu xí như ngươi. Mau tránh xa ta ra, ta sẽ liều mạng đó. Là lớn hơn đi, chống cự mạnh hơn đi. Như vậy, ta càng kích thích. Cô em khiến ta chảy hết nước miếng rồi đây nè. Cho ta làm một lần đi, cho ta vui vẻ đi, rồi ta sẽ cho cô em tất cả những thứ mà cô em muốn, tốt hơn thằng chồng của cô em rất nhiều. Không bao giờ. Tiếng là của ai mà sao nghe thảm thương thế nhỉ? Hình như trên bờ đang xảy ra chuyện kinh hoàng gì đó. Tò mò quá đi. Thôi, mình lên đó xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Thật là sảng khoái quá đi. Chào cô em nha, ta đi đây. Gì thế này? Là một con rồng cái Thiên Long bị thương nặng. Này, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Rồng mãng xà, hắn đã làm nhục tôi. Làm ơn, hãy đi tìm rồng Thiên Long, bảo chồng tôi, bảo thù. Này, đừng chết. Trời đất ơi, tôi biết chồng của cô ở đâu mà đi tìm chứ. Đang yên đang lành, sao lại xảy ra những chuyện không hay thế này? Còn tên rồng mãng xà nữa, sao càng ngày hắn là càng trở nên tồi tệ đến như vậy, làm bẩn danh tổ tiên loài rồng của mình. Này, vợ ơi, em đâu rồi? Em bảo đi lấy nước ngọt sao giờ này còn chưa về? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Hả? Kỳ lạ, một rồng Thiên Long đực. Không lẽ đó là chồng của cô ta? Hay quá. Này, vợ của ngươi ở bên đây. Cô ấy bị kẻ xấu hãm hiếp. Cái gì? Vợ của ta. Khổ kiếp. Bình tĩnh đi. Tất cả là do tên rồng mãng xà. Hắn đã giở trò đồi bại, nhưng vợ của ngươi chống cự lại. Kết quả cô ấy bị hắn giết luôn. Ngươi có thể biết hết mọi chuyện. Không lẽ ngươi đứng quan sát vợ ta bị làm nhục mà không ra tay cứu giúp hả con giao long chết tiệt kia? Này, ăn nói cho đàng hoàng nhá. Ta là ân nhân của các ngươi đó. Ta vừa tới nơi thì thấy vợ ngươi đang hấp hối. Cô ấy đã kể tất cả mọi chuyện cho ta nghe. Cầm mồm. Chính ngươi mới là kẻ hãm hiếp làm hại vợ ta, giết chết cô ấy. Ngươi bây giờ định đổ thừa cho người khác à? Chính mắt ta vừa tới đây thì thấy xác của cô ấy, mà chỉ có người ở đây mà thôi, chẳng có rồng mãng xà đâu cả. Mẹ kiếp, ngươi đừng nghĩ mình mang dòng máu thần chủng của loài rồng thì có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rồi đổ thừa oan cho ta. Chết tiệt, ta không bại hoại như vậy đâu. Ta không đổ oan cho ai cả. Ta chỉ tin vào con mắt của mình thôi. Những gì ta nhìn thấy thì đó là sự thật. Và ngươi chính là kẻ hại chết vợ ta. Bây giờ ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Dừng lại đi tên Thiên Long chết tiệt. Hãy nghĩ tình, chúng ta có cùng tổ tiên là loài rồng. Tha cho ta. Ta nói rồi, ta không phải là kẻ làm hại vợ ngươi. Nếu ngươi giết ta thì ngươi sẽ để cho kẻ thù thật sự chạy thoát. Hắn sẽ ngao du, thậm chí còn làm hại thêm vợ của người khác nữa. Đến giờ phút này mà ngươi còn chối tội hay sao? Chết đi, khốn kiếp giao long.
con làm là rồng Mahesa. Ngươi chết rồi mà còn đối thủ cho người khác, ta sẽ xé xác ngươi nếu ngươi không được toàn tay. Còn khi nào lời của tên Giao Long là sự thật không? Không thể nào, không thể nào. Nếu là như vậy thì mình đã giết oan hắn, mình mang tội lỗi chồng chất. Không được, không được, mình phải đi tìm tên rồng bán xa, tìm tên rồng bán xa cho bằng được, hỏi rõ hắn. Đúng rồi, đúng rồi, tên khốn kiếp, người to gan dám dụ dỗ vợ của ta, ta sẽ dùng cặp trì này đập cho ngươi tan nát. Sao ngươi lại đổ hoàn toàn lỗi lên đầu của ta chứ? Một phần là cũng tại vì vợ của ngươi, một con rồng long nhân cái chắc nết lăng loàn, đã cho phép ta ân ái gần gũi, rồi bị ngươi phát hiện, ngươi đã giết chết mụ ta rồi còn gì. Bây giờ tại sao cứ đuổi theo ta, đòi giết ta luôn chứ? Đâu phải lỗi hoàn toàn do ta đâu. Thì ra ngươi ở đây, rồng mãn xa, đứng lại, ta muốn hỏi rõ ngươi một vài chuyện. Chết tiệt, lại là rồng thiên nhân, ngươi muốn gì? Ta muốn hỏi rõ ngươi, có phải ngươi là kẻ đã hãm hiếp vợ ta? Vợ ta không chịu, ngươi đã giết chết cô ấy. Hả? Khốn kiếp thật, ta không biết gì cả. Ngươi đừng đổ thừa oan cho ta. Câm mồm đi, tình bận thiểu xảo trá, rồng mãn xa kia. Với người khác thì có lẽ ta không biết, nhưng đối với ngươi là một tên chết tiệt, một tên dâm lờn, chuyên dụ dỗ vợ của người khác. Chắc chắn chính là hắn đã làm ra việc này. Hắn còn dụ dỗ luôn cả vợ của tôi. Ngươi nói cái gì vậy? Tên rồng long nhân khốn kiếp kia, chuyện của ta với ngươi không có liên quan gì tới tên rồng thiên long đó. Tại sao ngươi lại đổ thừa cho ta chứ? Thật không ngờ là long tộc của chúng ta lại xuất hiện một kẻ đồi bại như ngươi. Chính ngươi đã làm cho loài long tộc mất đi tiếng thơm, mất đi danh dự. Ngươi không những xấu xí mà càng ngày càng trở nên bẩn thỉu. Cầm mồm hết cho ta. Đúng, tất cả những chuyện xấu xa đó do chính ta làm đó, nhưng đều do lũ rồng mà các ngươi gọi là tổ tiên ban cho ta như thế. Tịch chết tiệt, bây giờ ngươi to gan dám xí nhục cả tổ tiên của mình hay sao? Ngươi rồng thiên long, cha mẹ của ngươi đều là rồng, ngươi mang huyết thống hoàn toàn là rồng, được mọi sinh vật tôn thờ, coi ngươi giống như là một vị thần trên trời. Còn ngươi nữa, rồng long nhân, mặc dù mẹ ngươi chỉ là một con người, nhưng dẫu gì giống loài của ngươi vẫn không hề bị ai ghét bỏ, vẫn luôn được tôn trọng. Còn tên rồng Giao Long, mẹ của hắn là một thị quái thượng luôn, hắn được sinh ra đó là bá chủ của biển cả. Riêng chỉ có một mình ta, mẹ của ta chỉ là một con rắn tầm thường. Ta sinh ra đã xấu xí, đi tới đâu cũng bị ghét bỏ, tất cả muôn loài đều muốn giết chết ta. Đến nỗi ta muốn có một người yêu, một người vợ, một cuộc sống bình thường, nhưng ông trời lại không cho ta được cái gì cả. Ta ghét các ngươi, ta canh tị cuộc sống của các ngươi, ta muốn phá hủy tất cả, đó là nguyên nhân ta làm như vậy. Câm mồm đi, thứ khốn kiếp, thứ xấu xa như ngươi. Đừng ngụy biện cho những gì độc ác mà ngươi đã làm. Ngươi không đẹp, ngươi không hoành tráng, ngươi không được ai tôn trọng, thì tại sao không biết phấn đấu cố gắng bản thân mình, lại cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi làm ra những chuyện sầm bậy. Nói đúng lắm, rồng thiên long, chúng ta hãy cùng nhau chừng trị thứ khốn kiếp này cho hắn một bài học đi. Mày kiếp chúng mày, tao không ngụy biện, tao không né tránh, tao không đổ thừa, tao chỉ cho chúng mày biết nỗi lòng của tao. Và kể bây giờ tao không có thứ gì thì tao cướp thứ đó, tao đạt được thứ đó. Kẻ nào cản đường tao, tao sẽ giết chết hết. Loài rồng trên đời này chỉ tồn tại một mình duy nhất tao thôi. À không, vợ của chúng mày, tao vẫn để bọn chúng sống sót, phục vụ hầu hạ cho tao. Này, rồng long nhân, rồng long nhân, khốn kiếp, khốn kiếp. Phải được, tao với mày một mắt một con. Mày kiếp mày. Ô, hay quá, anh chết rồi, anh chết rồi. Tí nữa thì mất mạng. Rồng long nhân, ngươi xin lỗi nha rồng thiên long, lúc nãy tôi không giả chết thì hắn sẽ tập trung giết tôi chết trước mắt. Tôi phải làm như vậy để hắn
qua chuyện đó đi. Này, bây giờ ngươi hãy quay về sống cho tốt, đừng trở nên xấu xa như tên rồng mán xà kia là được. Này, nhưng mà vợ của chúng ta đều chết hết, hay là chúng ta... Nếu ngươi muốn thì cứ làm đi, còn ta phải quay về tạ lỗi với rồng giao long. Ta đã làm chết oan hắn, ta phải dùng mạng của mình để trả lại cho hắn.